Hi, xin chào các bạn. Thì trên tay mình đang là con Xiaomi 11 Lite. Và đây là cái nỗi buồn của mình khi mình cầm nó trên tay. Thì làm cái video này để chia sẻ các bạn, đó là mình đã hối hận khi mua con này. Mình trước khi mình nói về cái việc mình hối hận khi mua con này, mình sẽ nói là những điểm mình thích ở con này nhé, những điểm mình thích con này và tại sao mình đã xuống tiền để mua con này và đến bây giờ mình lại hối hận. Thì thứ nhất là con này nó sẽ giống, được đánh giá giống cái vẻ bề ngoài nó khá là đẹp so với con Zenfone 5, tức là cái vẻ bề ngoài đẹp, tức là xin nhớ này, mặt sau này, đấy, dẫu là cái mặt sau này khá là đẹp, trông tương tự như là iPhone 11 đúng không ạ, rất là đẹp, cái camera rất là đẹp và chúng ta thấy là cái bố trí này về cái máy rất là hài hòa và cái máy này mỏng và nhẹ nhất trong tất cả các loại máy. Thì đấy là cái nguyên lý thứ nhất là mình số tiền mua con này. Thứ hai là mình không thích mua iPhone đấy, là bởi vì là đây là màn hình đục lỗ, nó rất là đẹp đúng không? Nó tràn hết một cái màn hình như này, trông rất là đẹp, nó không mang tính chất cổ nữa, trông cảm giác nó hiện đại. Thứ ba là mình thích cái cảm giác mà chạm vân tay ở đây. Bạn thấy đây là màn hình đang tắt này, mình chạm vân tay này. Chạm vân tay lại nha. Đây là màn hình tắt này, mình chạm vân tay lại. Đấy, các bạn thấy cũng nhanh đúng không? Tốc độ khá là nhanh. Như nó ăn luôn. Đó, thì mình thích ở đấy thôi. Còn tất cả những cái khác thì gần như mình đang cảm giác rất là buồn và chê con này. Khen nữa là loa tốt, loa nghe ở đây rất tốt và loa nghe ở đây cũng rất là tốt. Thứ hai là mình khen về cái này, đó là cái kết nối của cái này tốt, cái cáp này tốt. Thứ ba là mình khen nó về nữa là về sạc rất tốt, sạc nhanh, sạc khỏe, nó như vậy thôi. Sạc nó chỉ hơn 1 tiếng là đầy 100% pin, gần như là rất là ok. Thế nhưng ngoài những điều đó thì mình cảm giác là 7 triệu thật là quá phí phạm, cho một con máy như thế này. Con này được quảng cáo với cái điều mà chúng ta cảm thấy rất là ok, đó là mình sẽ tra lại cho các bạn, đó là con này là 8GB RAM này. Chúng ta sẽ có là bộ nhớ trong là 120 11 này, mình sẽ tra lại các bạn. Chúng ta sẽ có là 8GB RAM và bộ nhớ trong là mình mua bản này là bản 120, không phải là 256 mà là 120 đấy, tức là một lửa của 256. Thế là thứ nhất thì mình đã lấy cái bản này. Và thứ hai nó quảng cáo về con chip, là con chip Snapdragon đây là 780 G, tiến trình là 5 nano mi giây đó. Rồi, chúng ta sẽ có là camera selfie của nó là 16 megapixel và camera này là 64, sao nhỉ? 64. Đây sao lại không ghi nhỉ? Thì mình đã chọn mua con này về cái thông số nó cảm giác rất là khủng, nhưng khi bạn dùng thông số nó đã không cho mình cái điều đó. Mình đang dùng con Active 3 và mình đã chia sẻ con bạn con Active 3 rồi. Con Active 3 thì cái camera, hệ thống camera của con Active 3 ngang bằng hệ thống con này, tức là cam trước sẽ là 16 megapixel bản 4G và cam sau là 64 GB, tức là thấp hơn. Ý là mình hình như là cam sau của con Active 3 thì thấp hơn con này, thấp hơn. Mình không nhớ, hình như con này nó đây lại không ghi cái cam sau của con này bao nhiêu. Cái CLS này kém thật đấy. Xem lại cái gì đó đây. Bộ nhớ trong 128, chính là mình lấy 128 nữa rồi. Thì bộ nhớ cam sau là 64 rồi, nhưng mình sẽ tra con Active 3. Con Active 3 của mình, con Active 3 của mình giá chỉ có 3 triệu thôi, nhưng mình dùng cảm giác ngang ngửa với con này luôn các bạn. Con Active 3 hiện tại của Thế giới di động đang bán là 3.690.000, mua online không dịch vụ sẽ là 3.320.000 thôi. Thế thì còn riêng về con này, con Active 3 là camera chính của nó là 48 thôi, thấp hơn con này. Con này 64, nhưng nói thật với các bạn thì con này 64 thì nó có thêm một cái chức năng, con này nó có một cái chức năng đó là con này quay được 4K, nhưng nói thật các bạn thì quay được 4K nhưng mà thật sự là không hơn được con Active 3 bao nhiêu. thật sự là cái 4K của con này không hơn là Active bao nhiêu. Nếu như 4K của Samsung với của iPhone mình nghĩ sẽ rất là ok. Và đặc biệt là cam trước, các bạn biết là mình là một YouTuber rồi và mình cần cái cam trước là rất là nhiều để quay phim, nó rất là tiện. Thế nhưng mà cái cam trước con này nó làm cho mình cực kỳ thất vọng khi mua nó về, mình đã cảm thấy rất là khổ sở khi dùng cái cam trước con này. Và đây các bạn biết cái chất lượng cam trước như nào thì các bạn có thể xem về cái video mình tư vấn điều hòa. Thì cam trước nó cực kỳ rất là tồi. Và mình đã thử dùng con này để chơi game Mobile Legends. Chơi Mobile Legends ở trên con Active 3 có 4 triệu đồng thôi thì nó sẽ không đạt được cái HD, giao diện HD và rất là tốt và rất là đẹp mắt. Nhưng nếu như cài cái mượt vào cái con Active 3 đấy thì không cài được, nhưng con này thì lại cài được, nhưng mà ngược lại con này cài được cái HD để chơi cái Mobile Legends hay là các bạn có thể trải con Liên Quân thì các bạn biết là Liên Quân với Mobile Legends thì gần như là giống nhau. Các bạn sẽ thấy là con này rất chán luôn, dùng cực kỳ nóng luôn, nóng khó chịu luôn và đánh văng mạng yếu lắm. Cái wifi và kết nối H+ của nó, 4G của nó cực kỳ yếu luôn. Khi mà đánh mà máy nó nóng lên rồi đấy thì cảm giác mạng nó chán quá các bạn ạ. Thật sự là mình rất là buồn luôn vì khi mua con này nó không hơn con Active 3 bao nhiêu. Mình muốn nâng cấp lên một con máy điện thoại tầm trung để làm YouTuber nhưng mà thật sự là bây giờ mình sẽ là phải dùng lại con Active 3 để làm việc đó. Và thật sự là cảm ơn bác Vượng đã sản xuất cho con Active 3 và mình đã hối hận và cực kỳ ân hận khi đã không nghe những người bạn của mình tư vấn là anh nên mua iPhone XS hoặc iPhone XS Max cũ. Mình đã từ chối cái lời khuyên đó. Mình đã đặt niềm tin vào một hãng điện thoại Trung Quốc như thế này. Thực ra thì ở đây không phải là một cái video trôn hay là dìm hàng mà mình đang nói về cái giá tiền 7 triệu để mua một con máy không hơn con 4 triệu, 3 triệu rưỡi bao nhiêu cả, của Active 3 Vinmax bao nhiêu cả, không hơn bao nhiêu. Hơn được cái camera này quay được 4K nhưng mà chất lượng thì cũng không phải là ok lắm. 7 triệu mà chúng ta ngoài cái cấu tạo máy đẹp ra thì có một cái màn hình HD ra thì thật sự là con chip và RAM của con này không làm cho mình có một cảm giác mượt mà hơn với Active 3. Trong khi đó con Active 3 của mình RAM chỉ có 3GB thôi và con chip nó không phải là con chip hiện đại nhất như con này. Thật sự là chia sẻ các bạn để các bạn cân đối. Đôi khi là chúng ta chạy theo công nghệ nhưng mà đôi khi công nghệ nó lại không mang cho chúng ta đúng với cái gì mà chúng ta đang ao ước lắm. Thì các bạn có thể nghĩ rằng là ô 7 triệu các ông mua được như thế là quá là tốt rồi, đúng không ạ? 7 triệu nó chỉ được như thế thôi. Thì Lộc cũng không phải là người chơi hay là người sành và hiểu về điện thoại hết, nhưng mà Lộc đang nói là so với con Active 3 và cái giá tiền thì mình cảm thấy hơi buồn. Và mình nghĩ rằng là con iPhone X thì sẽ là perfect và tuyệt vời hơn vì cái việc quay phim hay là cũng như là làm tất cả các việc liên quan đến chơi game hay là cái này khác. Vì mình có một anh em làm cùng mình ấy, anh ấy đã dùng con 8 Plus, iPhone 8 Plus dùng 3 năm nay rồi và chơi những loại game như Liên Quân hay là PUBG hay là tất cả, nó thật sự là rất là mượt, nó không có gì đáng ấy cả. Thật sự là mình đã sai lầm khi không chọn iPhone. Thực ra thì mình cũng rất muốn là chọn iPhone nhưng mình muốn mua con 11 Pro cơ nhưng mà không có đủ tiền. Thôi thì mình sẽ cố gắng dùng con này 1-2 năm nữa vậy, rồi sau này đợi iPhone 14 ra thì mình sẽ múc mua con iPhone 14 vậy. Thì thật sự là rất là buồn khi lấy con này về luôn. Mình phải trả góp con này và bây giờ không thể đổi lại cho thế giới động được, bởi đổi lại sẽ bị phạt tiền. Thật sự là rất là buồn luôn, bây giờ không có cách nào khác cả. Và nói đúng là về cái tốc độ nhạy ăn của cái cảm ứng này cũng không hơn Active bao nhiêu, cảm ứng của con này cũng không thật sự là hơn bao nhiêu. Mình cảm giác là thật sự là ấy, có hơn là hơn kết nối bằng Bluetooth thì mình hay nghe nhạc bằng Bluetooth thì mình thấy là con này kết nối bằng Bluetooth tốt hơn cái con Active 3 một chút. Con Active 3 thì có vẻ là kết nối mạng với kết nối bằng Bluetooth, kết nối 4G nó hơi yếu, nhưng con này thì hơn thì một chút như vậy thôi. Thì thôi các bạn trong cái video khác, và nếu các bạn có dự định mua con này á, thì mình khuyên là nên mua con Zenfone 5 của Oppo để trải nghiệm thử, hoặc là còn mua luôn iPhone đi cho nó yên tâm nhé. Rồi hẹn gặp lại các bạn trong video khác, và nếu ai chửi rủa mình qua video này thì xin chửi rủa nhẹ nhàng. Goodbye.